Chào cô chú anh chị, hôm nay em sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị cái chủ đề và tại sao cái mít nó ra trái mà cuống xanh. Rồi có thể là ra mới đầu nó ra trái cuống vàng, rồi một cái thời gian sau cái nó chuyển lại cái cuống xanh. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó nghe cô chú anh chị theo cái sự hiểu biết của em. Thì cái mít mà cái nó cuống xanh gì nè, thứ nhất là do cái một đó là do cái cuống này là cuống cây là nhiều đó, cuống gió. Thì cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái cuống gió này đó là do chúng ta làm bông đó, chúng ta gãi lăng với cái lượng lăng với kali nó không nó ít nó thấp đó. Do đó là nó không có đủ cái chuẩn lăng với kali để mà nó làm cái đọt nó sừng cái đọt lại để mà nó kích cái hàm lượng cái bông ra cho nó to nó mập, nó có chiều hướng là nó đi lên, nó vượt lên cái đọt nó vượt lên nên cái bông này á này nó theo cái chiều hướng là bông gió. Thì thường thường đa số là những cái bông gió thì cái cuống nó có cái trái nó màu xanh, cuống xanh gì rất là nhiều mà cái trái cuống xanh gì thì nó không đạt anh chị. Nuôi trái nó không, đa số là nó không đạt. Thì cái nguyên nhân thứ nhất đó là do mình làm bông, mình thấy lăng với kali, cái lượng lăng với kali nó ít, nó không đủ chuẩn để mà cho cái cây nó sừng lại, nó là nó mà cây nó không đủ, nó không sừng lại thì nó không có kích cái bông da mập được, nó theo chiều hướng là đi lên, nó theo chiều hướng là sinh sinh trưởng hay là sinh sản nên cái bông nó sẽ bị ốm đi, nó theo chiều hướng là giọt lên. Rồi do cỡ này thì đa số thì cái mùa mưa nhiều đó, mưa nhiều thì cái đọt nó đi rất là nhiều nên là cái cây mình nó khi mà làm bông xong nó gặp vài cơn mưa hoặc là vài trận bão gì đó thì nó cái chiều hướng là nó đi đi bông phướng rất là nhiều đó, thì giọt lên làm cho cái cuống trở thành cái cuống cây đó. Đây nè, mấy cuống này là cái cuống nó không được mập luôn nè chị, nó có chiều hướng nó giọt lên luôn nè. Đó, như cái cuốn này là mập nè. Đó. Nè, cuốn dưới này là mập nè, cuốn này màu xanh này đậm quá nè. Đó, nó có theo chiều hướng cuốn cây thì sau này những cái cuốn này thì ra ra trái thì đa số nó là cái màu cuốn này nó màu, đa số thì nó màu xanh xanh đậm nhiều hơn. Đó. Thì đó là cái nguyên nhân cơ bản thứ nhất. Thì đa số thì cái mùa nghịch này thì đa số thì cái vườn nào cũng cũng gặp đó, có nhiều cây thì nó đi tương tự bông gió không à, như cây này nè chị thấy không, nó đi bông gió ra bông gió vậy không à. Cây mít này dạng mít tơ anh chị, nên làm bông nó cũng hơi hơi khó này. Ra bông mà bông nó đâu có được mập gì không đâu đó. Đó, có nhiều cây đó là cũng là cuống cây đó, nhưng mà để nuôi từ từ đó. Nuôi từ từ mình nuôi phân thuốc từ từ cho nó mập lên. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Thì cũng có cái một cái thời thời điểm mà khi mà cái cuống nó màu vàng xong rồi nó chuyển lại màu xanh không chừng. Nó cô dụ như lúc nhỏ mà cái cuống của trái nó màu vàng nhưng mà cái một thời gian sau nó chuyển lại màu xanh. Đó, ví dụ như lúc nhỏ nó màu vàng vậy nè anh chị, nó màu vàng chanh như nè, nhưng mà cái không biết cái gì, cái nguyên nhân gì, rồi cái một thời gian sau thì nó chuyển lại cái màu xanh cũng có. Thì theo mà em nghĩ đó là cái cuống mà nó màu vàng á nó chuyển lại màu xanh nó là do cái cây chúng ta, đó là một là cái cây chúng ta là đi đọt nhiều, nó dư cái lượng đạm, cái lượng auxin nó phân phân tán cái lực lượng của dinh dưỡng đi lên cái đọt, nó không không cung cấp cái dinh dưỡng đầy đủ cho cái cuống này nè, nó nên cái cuống này nó từ cái màu vàng nó có thể là nó chuyển sang cái màu xanh, nó cái màu xanh như cái cuống cây này nè. Nó thì do là nó phân tán lực lượng cái dinh dưỡng đi, nó là đó còn là một cái cũng nguyên nhân là cái cây đi đọt á, cây đi đọt nhiều quá thì nó cái cuống này nó từ cái lúc đầu mới ra thì nó màu vàng, nhưng một thời gian sau do dài trận bão dài trận mưa gì đó rồi cái cây mình đi đọt nhiều quá đi, cái dinh dưỡng nó không có cung cấp đủ ở đây nó để làm cho cái cuống này nó mở gà, mà cái cuống này nó chuyển từ cái màu màu vàng nhạt này nó chuyển thành cái màu xanh đậm đó. Mà anh chị biết thì
cái màu xanh đậm nó thì cái trái mình đâu có đạt, nó đâu có vô vô dinh dưỡng. Thì nó do phân tán lực lượng, nó thì nó cũng là do cái thiếu, theo cái em nghĩ là nó thiếu cái kali. Nó cái cuốn này nó thiếu cái kali, tại vì cái kali nó làm cái vận chuyển nước như vận chuyển cái chất đường bột đó anh chị. Nó vận chuyển mà khi cái trái mà đủ cái lượng kali rồi thì sẽ cái trái cái cuốn này nó sẽ vàng vàng, nó màu vàng mới ra đây nè. Nhưng mà cái cây nào thấy đi đọt nhiều, nó dư đạm nhiều, mà cái lượng đạm mà nó chuyển lên trên đọt nhiều quá, phân tán ra nhiều quá đó, cái cây mà dư đạm nhiều quá thì nó không, nó phân tán đi nhiều quá thì nó thiếu cái lượng dinh dưỡng trong đây nè, cái hàm lượng kali mà nó cung cấp cho cái trái này thì cái cuốn này nó chuyển thành cái màu xanh liền. Thì chị đấy, cái cây nào mà nó đa số mà nó hơi sượng sượng, hơi ít đi đọt á, thì đa số những da cái bông thì nó mập, mà cái cuốn nó màu vàng. Mà cái cây nào mà nó càng đi đọt nhiều chừng nào thì cái cuốn nó trở thành cái màu xanh nhiều hơn chừng đấy đó. Thì em theo em nghĩ đó là do cái mắt cân đối gì, cái dinh dưỡng nó bị phân tán là một, cái thứ hai nữa là cái trong cái trái với cái cuốn đó nó thiếu cái hàm lượng kali, nên làm cho cái cuốn nó sẽ chuyển từ màu vàng chuyển thành cái màu xanh. Nó đó là một cái, cũng một cái nguyên nhân thứ nhất. Rồi theo em nghĩ đó là thêm một cái nguyên nhân nữa, có thể là cái trái mình lúc nhỏ có thể màu cái cuốn nó màu vàng, nhưng mà lớn á nó chuyển thành màu xanh, cũng em theo em nghĩ cũng do một cái nguyên nhân nữa. Đó là một, đó là do mưa bão nhiều, rồi nấm quỳ khẩn nó tấn công lên trên cái trái mình. Dù thời điểm này nấm và quỳ khẩn nó tấn công lên cái trái này, nó lúc mới ra nó màu vàng xanh gì đi đó, nhưng mà một thời gian sau là do sau khi thụ phấn xong, do nấm và quỳ khẩn tấn công vô trái, nó xâm nhập vô trong cái sơ trong cái trái đó, cái nó làm cho cái sơ nó bị sơ đen đi, thì cái trái này nó bị sơ đen đó, nó là nó không có nhận dinh dưỡng được nữa, không có nhận dinh dưỡng được nữa, thì cái cây nó không cung cấp vô cái trái này nữa. Nên cái trái này á, là nó từ cái cuốn này á, tự nhiên cái nó một thời gian nó chuyển thành cái màu vàng, màu xanh liền đó. Lúc nhỏ là màu vàng, nhưng mà lên khoảng 1 ký hoặc là 2 ký gì đó, tự nhiên nó chuyển thành màu xanh, là do, có thể là do cái nguyên nhân cái trái này, do nó bị sơ đen, hoặc là nó bị lép muối, hoặc là nó bị gì đó, là nó không nhận được dinh dưỡng đó, không nhận được dinh dưỡng nên cái cuốn nó đổi màu liền. Đó là cũng còn một cái nguyên nhân mà để cho cái cuốn mình nó đổi màu đó. Một là nó thiếu, em theo nghĩ thì nó thiếu cái hàm lượng cái kali, tại vì kali nó làm nhiệm vụ là vận chuyển nước với vận chuyển cái đường bột để tạo nên cái đường bột trong cái muối với cái trái mít này, và do đó thì thiếu kali thì nó làm cho cái màu của cái cuốn này nó sẽ chuyển thành cái màu xanh liền. Đa số là cái cây đi đọt nhiều chừng nào là cái cuốn nó chuyển thành cái màu xanh chừng đấy, thì cái lượng kali hoặc lượng đạm nó bị phân tán đi, nó không có dồn dinh dưỡng vô mà để cho cái trái được đó, nên nó không có đủ cái dinh dưỡng để mà cái cuốn nó màu vàng được. Thì cũng do nấm vi khuẩn nó xâm nhập nó làm cho cái trái mình nó bị sơ đen hoặc là lép muối gì đó, nó không dinh dưỡng, nó không dồn vô thì cái cuốn nó màu xanh liền. Bởi vì em theo dõi là một số trái thì lúc đầu thì trái cái cuốn nó màu vàng xanh rất là đẹp, nhưng lên 1 ký 2 ký tự nhiên cái nó chuyển thành cái màu, cái cuốn chuyển thành màu xanh, mà chuyển màu xanh thì lúc đó là cái trái mình nó chậm lớn rồi đó, nó vô trái rất là chậm luôn đó. Rồi sau này nó không có nặng ký được, mà những cái trái mà cái cuốn mà màu vàng chanh đó thì nó vô rất là mau đó. Trong vòng chừng tháng 2 tháng mà nó chịu vô muối rồi, trái nó bành kia đó. Còn mà nó không chịu vô rồi, nó nằm chừng nó hoài không chịu vô, thì đó cũng là một số cái nguyên nhân. Theo em chia sẻ đây là theo cái ý kiến cá nhân của em. Còn như cái phân thuốc á, mà ba số 10 á, thì em sử dụng thì em thấy đạt khoảng 5-60%, do cái em thấy là cái cuốn của nó khi mà nó nuôi bông nuôi ấy tốt, nhưng mà cái nuôi trái này thì em thấy là nó không đạt không, tại vì nó cái hàm lượng kali trong đó thấy hơi hơi ít, bởi vì nó không đủ chuẩn mà
để chuyển thành cái cuốn màu xanh, để chuyển thành vàng lên cái phân 3 số 10 đó. Em thấy em mua về sử dụng thì cũng có một số bà con mà chia lại đó, thì em thấy cũng cái chất lượng của nó thì nó cũng không được đạt cho mấy. Đó, cũng có những trái này nó chuyển thành màu xanh luôn rồi, thấy không? Trái này vàng nè. Thì em thấy thuốc đó thì cũng không được đạt cho mấy, thì cũng có một số bà con giờ đặt thì em nói thấy em thấy cái vườn em đó thì em xuất ra xuất cái vườn này ra để làm thí nghiệm, để coi nếu đạt được thì em chia sẻ lại cho bà con. Và em thấy tạm thời nó thì nó cái kết quả nó cũng không được khả thi cho mấy, nó đạt khoảng được 50-60% thì nó ra bông ra trái thì tương đối được, nhưng mà để mà chuyển cái trái mà cái cuốn xanh thành cuốn vàng thì cái phân hữu cơ nó chưa có khả năng là được. Theo em nghĩ thì cái phân hữu cơ nó cần phải cải thiện, nó phải nâng cái hàm lượng cái kali lên, thì cái tỷ lệ cái kali cao hơn chút xíu nữa thì nó sẽ làm được cái nhiệm vụ đó. Thì hôm nay thì có một số trái trước đó, thì nó cũng đạt cũng bự lắm, lớn lắm chị, nhưng mà cái tháng này do mưa bão nhiều quá cái nó nói chung nó thụ vắng không đều. Những trái trước là nó chịu cái, nếu mà cái cuốn nó màu vàng chanh màu vàng gì nè mà nó lực gì nè là nó mau vô lắm, nó mau vô trái, nó trái vô rồi, thấy không? Đó, cái cuốn mà nó xanh xanh lè xanh lét đó thì nó rồi vô. Trái này nó chịu vàng chanh mà nó chịu vô cái nó vô dữ dằn lắm, thấy không? Cuốn nó phải màu vàng ngà ngà, vàng mà ngà vậy thì trái nó mới đẹp. Thì thấy phân hữu cơ này chung nó cũng đạt cũng được khoảng 50-60%, nên cũng cái khả thi của nó thì nó không đạt cho mấy. Thì em quay lên chia sẻ đó thì em thấy nó cái khả năng mà nó chuyển, em xịt em nghiên cứu thử đó, cái khả năng mà nó chuyển từ cái cuốn xanh nó lại cuốn vàng đó, thì thấy nó chuyển không được. Như cái hàm lượng kali trong cái phân đó nó thấy hơi ít đó. Cái gì thì em cũng làm thí nghiệm, bởi vì bây giờ phải kiếm cái nguồn cái hữu cơ nào cho cái lăng cái hàm lượng mà kali nó cao chút xíu là xịt nó ngon. Cái mùa mưa này á mình xịt cho nó cái cuốn sao cho nó vàng vậy nè, nó sẽ đạt. Cái cuốn xanh quá thì nó không im. Có thể là cái cuốn mà vàng này nè nó có thể là một thời gian sau nó có thể là chuyển thành cuốn xanh đó, chứ không phải giỡn đâu. Thời tiết là do cái ảnh hưởng rồi cây đi đọt rồi nhiều cái nguyên nhân lắm để hình thành lên cái cuốn xanh đó lắm. Bởi vì mình phải theo dõi cái vườn đi, cái vườn theo dõi thực tế cái vườn mình hoài, mình coi mình kinh nghiệm coi làm sao. Rồi trái này chùm đèn chưa tiễn để cho trái nó thụ quấn đi ha tiễn. Nhưng mấy trái cuốn vàng đó thì chắc ăn rồi đó. Đó. Cuốn vàng đó thì tiễn mấy trái kia nữa thì vô thì ngon. Mấy cái cuốn mà nó hơi ngà ngà vàng vậy đẹp à, không? Trái này hơi bị méo mà cởi để cho nó căng đổi trái này đi ha tiễn, không gấp tiễn, từ từ tiễn cô chú anh chị đây, từ mình đừng gấp. Rồi coi cái cây có nhiều cô chú anh chị nói là cây mà không có đi đọt vậy chân, nhưng mà cái trái bên trong nó vẫn xanh, cuốn vàng nó vẫn hồi nhỏ cuốn vàng nhưng mà nó lớn lên nó vẫn chuyển trở lại cuốn xanh, là do cái dinh dưỡng của mình đó anh chị, mình không cân đối làm sao, nó thiếu cái hàm lượng kali gì đó nó không có vô được, nó không có vận chuyển mà cái tinh bột với cái dinh dưỡng mà để vô trái được, bởi vì cái cuốn nó bị vàng anh chị. Trái này cái cuốn cây này gì cuốn cây nhưng mà nó vô cái cuốn cây này nó vô cũng vô lắm, nhưng mà nó vô hơi chậm mà nó chuyển hơi màu xanh hơi nè. Vô nó vô cũng vô lắm nhưng mà nó không bằng cái cuốn mà màu vàng chanh mà nó lực á, nó vô mau, rất là mau luôn á. Bởi vì em quay cái cập nhật cái vườn này hoài thì mình phân hữu cơ đó thì em thấy hàm lượng kali nó chắc hơi thấp, 10% nó không đủ khả năng để mà nó kích cái cuốn xanh mà để mà trở thành cái cuốn vàng nổi.
nên cái phân đó thì nói chung xài cái mùa này thì tôi nói tạm đạt khoảng 50-60% chứ không không đạt chị. Nói chung nó nuôi nuôi bông á, nuôi mà từ lúc mà búp bông ra nó nuôi rất là tốt luôn đó, nó nuôi nuôi cho cái bông mình ra là mập nè, nó làm cho bông mình ra nhiều nè, nhưng mà trở lại mà nó hàm lượng kali nó ít quá rồi, cái do đó là cái cuống mà nó xanh quá rồi nó không có chuyển lại cuống vàng được, nó có cái khuyết điểm chỗ đó, mà không chuyển được cuống vàng được thì cây mà nó chậm phát trái mình sau này nó sẽ chậm vô. Rồi em quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái chủ đề đó, theo cũng ý kiến cá nhân của em, thì cô chú anh chị nào có cái ý kiến đó thì cứ cầm men vô cái trong cái bình luận để mình, nói chung là em làm đây thì cũng cái thí nghiệm để chia sẻ với bà con rồi cùng nhau học hỏi rồi mình nghiên cứu chứ nói chung thì là gì đó bà con ơi, thì chia sẻ nhau để mình cùng học hỏi cùng nghiên cứu, thì em cũng bỏ thời gian ra để mà em nghiên cứu coi cái phân thuốc nào cho nó đạt hiệu quả để mình sử dụng. Rồi chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, thành công. Xin trân trọng kính chào.